Shopping ảo.vn, à click quân giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại shopbanhảo.vn. shopbanhảo.vn. Ok, chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ chơi cũng như làm clip về vị tướng Moren cho các bạn xem nhá. Đây là một cái vị tướng xạ thủ thì cũng khá là ít xuất hiện trên kênh YouTube của mình. Nhưng mà hôm nay mình quyết định làm clip về vị tướng Moren để cho các bạn xem cái sức mạnh của vị tướng. Cái thanh niên lùn lùn này nó đáng sợ như thế nào hen. Vô 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 vào phá cái con bùa xanh cho nó chạy nhong nhong tí thôi. Hả hả hả? Bác nói cái gì vậy bác? Trời ơi, tự dưng kêu là Zuka mà đi lên đâu? Lên đây đường trên này là lên đường trên chứ. Sao lại bạn lại bảo lên với Arum là thế nào? Ôi mấy bạn đừng làm tớ hoang mang nha. Trận này rất là nguy hiểm luôn. Cái lúc mà em mà chọn tướng ấy, mình có nói với đồng đội mình, bảo với bạn Phoenix là bạn nhường mình dừng đi, mình gánh tem trận này cho. Thế mà cuối cùng bạn ấy không nhường các bạn ạ. Thế thì mình đi AD solo không? Ơi, ôi sao? Solo à? Bạn solo với tớ à? Bạn mau thế, một với một luôn. Trời ơi, tớ lại sợ bạn quá cơ ấy chứ. Nào, vâng, cái thanh niên này rất là lì nhưng mà bạn ấy không sợ củ mì đấy nha. Rất là lì luôn. Có thể nói Moren là một cái con tướng gọi là gấu lì của Liên Quân nha các bạn. Xạ thủ ấy, xạ thủ gấu lì nhất của Liên Quân. Nó không có ngán con gián nào luôn. Nếu mà solo thẳng mặt thì xin lỗi với các bạn luôn. Nó thực ra là con trâu nhất đấy. Trâu nhất trong những thứ vị tướng xạ thủ đó chính là Moren nha các bạn. Cực kỳ khó chịu. Ô kìa, rồi xong luôn. Cái con chim người ta đánh từ sáng đến trưa mà từ trưa đến tối. Cứ đánh mạnh nó qua nó quăng cái vèo mà cái rụm lúa con chim của mình tào lao mé lao thế giờ lịch chứ. Bức xúc bức cúc rồi nha. Mấy bạn đừng có làm thế mình buồn đấy nha. Chết tôi rồi, lên cho nó giày thép chơi cơ nào. Tren 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 tren. Nói chung là ăn được chiến công đầu là cũng thơm rồi. Cũng thể hiện được một tí xíu gọi là đỉnh cao đẳng cấp rồi đấy các bạn. Nào 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 nào, ê ê ê, bình tĩnh cái nào. Ôi giời ơi, chơi đi anh em ơi, nào nhào nhào vào, đúng rồi, nổ nó. Ui ôi, thiếu đam à? Mình là mình cũng gần đủ đam đấy nhưng mà sợ trụ quá, đâm ra là mình không dám băng băng chủ đâu, sợ lắm, công tí nữa chủ nó bắn chết nữa. Mà đặc biệt là lúc đầu trận này các bạn, chủ nó bắn đau lắm, đỡ không nổi đâu, bắn ba cái là chết à, chỗ nào cũng chết hết, chết ô. Sao máu còn có xíu kìa, ngon. Con hàng ở đây. Quăng cái chiêu cuối hợp định hợp lý không chiêu ngài. Hay quá tươi ơi. Bạn rồng nhanh thế. Bạn Phoenix thì là một cái con tướng ăn rồng cực kỳ nhanh. Mà tính ra trận này team mình có hai xạ thủ siêu lùn đấy các bạn. Trời ơi, Phoenix cũng lùn mà Moren còn lùn hơn nữa. Quá trời lùn luôn. Lùn như quá trời luôn. À. Ai da. Ai da, ôi 2-1 cũng ngồi không trồi cũng què đúng không? Ý cái mạng là vậy vậy? Ôi sai lầm quá sai rồi. Sai quá lầm rồi. Bạn biết rằng tớ là một cái con người chơi vị tướng Moren vô cùng gọi là xuất sắc không bạn? Bạn yên có ý đông hiếp yếu nha, tớ cưng hai đó. Mình thấy vị tướng Moren là một cái vị tướng cực kỳ hiếm xuất hiện ở trên chế độ đấu xếp hạng. Hiếm cực kỳ luôn đấy các bạn. Rồi xong luôn hất tung kìa. Rồi xong. Hất tung kìa. À, ngon lành cành đào. Vô, hai kêu. Ô, trời ơi, biết thế mình tốc biến cái mình bập bắn thường một cái là nó chết rồi. Đúng không các bạn? Xong rồi mình chạy qua đường kia rồi. Ôi, chậm tay quá. Suy nghĩ nó, căn đam nó không không có ổn chút nào. Căn bản là pha đấy chiêu một của mình nó chưa hồi. Nếu mà chiêu một của mình nó hồi là mình cũng chơi đấy. Nhưng mà chưa hồi đâm ra mình hơi sợ sợ một xíu các bạn ạ. Sợ quá luôn. Rồi. Ui, hay vãi. Trời ơi. Xuất sắc nhờ. Được đấy. Ô đau em anh ơi, đau em đau quá trời. Ăn cái này coi. Chơi nó. Nào vào đây. Vô đây. Ôi dồi ôi, hất tung luôn cơ à. Em lại sợ anh quá cơ ấy chứ. Anh có ngon anh bơi vào đây cơ nào. Vô đây mình kiếm chuối nào. Bập nè. Không sao. Láo nháo. Ồ, bị cắn rồi. Cắn thấy mẹ anh rồi anh ơi. Chết anh chưa. Xạo xạo mà bơi. Xạo 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 bơi. Ê chết.
Ở đủ xanh đó chứ, bấm hồi máu mà sao không hồi ta? Ơ hay nhờ. Vô lý. Cái ba đấy là mình bấm cái hồi máu mà sao bấm nó không hồi? Đinh mạnh ấy, giảm diệt chứ. Ờ, phải đấy hồi máu là sống chắc luôn đấy các bạn. Chắc chắn là thiếu một xíu đam nữa đấy. Đổi lan gấu ơi. Thôi kệ, không sao. Ở thôi mình cũng chiếm một mạng để cho tem bạn nó có cái tinh thần chiến đấu cũng được. Chứ mình ép tem bạn quá, tem bạn chẳng may AFK là sao. Các bạn đang xem clip của mình, đăng ký kênh và like ủng hộ giúp mình với nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Các bạn nào mà chưa đăng ký kênh Anh Hảo TV qua đăng ký kênh giúp mình với nha. Cho mình xin một lượt đăng ký với nha. Hay quá. Cố lên, đúng rồi. Phải thế chứ bạn. Bạn mà không bật quả cầu băng xương làm sao tôi ăn được. Đồng đội mình nó húp hết. Bạn phải bật quả cầu băng xương cho tôi húp miếng coi. Và các bạn cho mình xin một lượt đăng ký kênh Anh Hảo TV với nha. Kênh Anh Hảo TV các bạn có thể tìm trên YouTube hoặc là mình sẽ để mình ghim dưới phần bình luận ha. Để các bạn ha. Tại vì hiện tại nó cũng ui ôi. Đồng thế. Wow. Ai anh khỉ mình đánh anh khỉ. Anh khỉ đứng lại chơi anh khỉ ơi. Đừng có chạy anh khỉ ơi. Chạy đi đâu. Một em. Rồi thêm bị tướng màu đỏ ta ra nó cứ chỗ double kill. Về quá. Thì hiện tại kênh nó đã được 84.000 người đăng ký rồi các bạn. Mặc dù là gọi là lên người đăng ký rất là chậm nhưng mà mình vẫn chăm chỉ up video thường xuyên. Và cái kết thì bây giờ cũng lên được 94.000 người đăng ký rồi. À đâu 84, trời ơi, nhầm 94 thì là mừng quá cơ, 84. Tính ra là 83,9 cơ. Nhưng mà không biết đến lúc mình up video này nó đã lên được 84 chưa. Nhưng mà hiện tại lúc mà mình đang quay clip thì nó 83,9 thôi các bạn ạ. Trời ơi, đợi chờ nó lên 100k sub mà lâu quá anh em ơi. Đợi chờ là hạnh phúc. Năm nay là chưa thấy có một cái niềm gì vui về YouTube luôn đấy các bạn. Cái năm ngoái thì lên 100k sub thì cũng có năm kia là năm gọi là huy hoàng nhất của mình. Còn năm nay thì là buồn thúi ruột các bạn ạ. Trời ơi, đã dịch bệnh rồi, view đã không có rồi mà không có cái niềm gì vui hết trơn. Buồn quá anh em ơi, giúp mình một tay đi các bạn ơi. 1 2 3 4. Mọi người một tay đi các bạn. Cho mình một xin một lượt đăng ký kênh Anh Hảo TV. Ủa đồng thế. Trời ơi một em là hai em đúng không? Double kill rồi kìa. Rồi đây con nào? Có ai nữa không? Mình biết nha mấy bạn. Mình biết cái thanh niên Tara đang núp trong này này. Đừng có tí tao không thấy. Trời ơi là trời. Núp đúng không? Trời ơi bố tôi không thấy nhưng mà tôi thấy chứ. Trời bạn đừng có núp. Giờ mình gọi là hack map mà nhìn xuyên cái bụi lùm mà. Ủa đẳng cấp mình kỹ năng thường thường mà. Vô đây. Vô. Từ bạn ấy lao lên rồi ăn tươi nuốt sống mình chứ. Cho bạn ấy về vườn luôn nhanh còn kịp. Nhưng mà bạn ấy lựa chọn sáng suốt đó chính là quyết định lùi về và không có ý định tham gia nữa. Ôi xanh quá anh em ơi, 81 rồi kìa. Các bạn cũng biết rằng cái vị tướng Moren là một cái vị tướng cực kỳ hiếm mà trong chế độ đấu xếp hạng. Nhưng mà thật sự đây là một vị tướng không hề yếu nha các bạn. Rất khỏe luôn. Cực kỳ khỏe luôn. Đối với những người có kỹ năng cao thì đây là một cái con tướng gọi là xạ thủ gọi là siêu đáng sợ chứ không phải đáng sợ nữa rồi. Gọi là siêu đáng sợ luôn. Mình á thì mình không thấy ai comment nhiều, đâm ra thì mình thấy nhưng mà là mình thấy lại thấy ít người chơi vị tướng Moren, đâm ra mình làm cái clip này để cho các bạn biết rằng vị tướng Moren không yếu nha. Rất bá đạo và rất mạnh mẽ luôn. Tại vì mình không thấy ở trên đấu xếp hạng hiếm thì có Moren lắm. Gọi là không thấy luôn đấy. Các bạn có thể xem những cái clip cũ của mình kể cả gần một tháng nay có khi nào thấy Moren ở trong cái chế độ đấu xếp hạng đâu. Không, tem mình không có và cũng chẳng gặp tem bạn có Moren luôn. Bởi vậy đâm ra thì mình thấy Moren cực kỳ hiếm. Phải làm clip cho các bạn chơi nhiều chút. Chứ tội nghiệp cái tướng này thanh niên Moren này. Trời ơi đam to mà không ai biết tới. Không kiểu như các bạn. Ô mình chạy à. Bạn chạy à. Trời ơi Venice cũng trận đầu mà nó vẫn chạy được kìa các bạn. Ô chạy dữ quá. Đứng lại coi. Trời ơi là trời. Bộ tôi là húp hết. Anh em tem mình cứ húp thế. Cho mình ăn mạng ra 10 kill thôi được rồi. Mình ăn 10 mạng là đủ rồi, không cần nhiều đâu ha. Nào. Khi mà Moren lên cái món xuyên giáp ấy các bạn. Nó bắn tanh gọi là như bắn chuối luôn, bắn như bắn bún ý. Trời ơi, bắn cái nào thấm cái đó, bấm cái nào là xịt máu cơm cái đó. Ghê lắm, đánh sợ lắm. Các bạn có thể lên trang bị giống mình nhá. Trang bị của mình thì mình lên cho nó cái gươm sấm sét đầu tiên này. Các bạn ngọc thì mảng ngọc hút máu 16% nha các bạn. Gươm sấm sét xong đâu ạ.
Ơi 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 ơi, một em thanh kiếm ấy các bạn. Ui da, ui da. Ôi ôi. Đau 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 đau, trầu lắm, trầu lắm. Xem bạn làm gì đủ sức. Mình lên cho nó thanh kiếm này, xong đao bão táp này. Xong rồi mình sẽ lên cho nó cái xuyên giáp, là cái cây kiếm thương xuyên phá, hoặc là cái kiếm Muramasa cũng được, tùy theo các bạn thôi. Cuối cùng thì giáp hộ mệnh, thế thôi các bạn ạ. Trang bị như vậy là ổn rồi. Gặp nguy hiểm cái là mình tốc biến liền. Đâu có đứng lại mà ngu người cho nên mà nó đánh chết. Rồi xong bé ra rồi. Nhìn lên biết chết rồi, sao đánh thắng được. Trời ơi. Máu 16% thì mình thấy là nói chung là cũng ổn. Nhưng mà nếu mà mình lên món trang bị khác, ví dụ như là mình lên cho nó cái kiếm Phunny á, cộng hút máu, cộng đánh thường, nhưng mà mình chỉ có một món xuyên giáp thôi. Lúc đó thì mình, à không phải, lúc đó thì mình đun chí mạng thôi. Ví dụ như lúc đó mình sẽ không lên được cái song đao bão táp nữa. Tại vì nếu mà mình lên gươm sấm sét cộng, ôi, ai à, anh may phục em à, trời ơi, sai quá, sai anh ơi. Anh ăn nhầm hàng anh ơi, trời ơi, ngủ khỉ này, hư quá, tưởng tin nào. Bạn có biết rằng tới châu lắm không? Gọi là siêu châu đấy. Đừng có đùa. Một gõ làm sao tôi ngõm được. Bạn phải hai gõ. Mà một gõ xong một cái là bạn chết trước tớ. Còn đâu là bà đòi gõ bạn mạnh thứ hai với tớ chứ. Ướm ăn thế nhở. Ủa đông thế. What the hell đông dữ vậy. Tầm khoảng một tuần nữa thì mình sẽ livestream trở lại nha. Tại vì mình đọc bình luận thì mình thấy nhiều bạn hỏi mình khi nào anh livestream, chắc tầm một tuần nữa đấy là mình sẽ livestream trở lại. Tại vì hiện tại bây giờ mình, các bạn cũng biết rằng mình đang khá là bận mà. Tại vì mình ngày mình làm tới 3 cái clip lận đấy các bạn. Nếu mà mình livestream thì mình chỉ có làm được có 2 cái à. Thật sự luôn, nếu mà livestream mình có làm 2 cái mà mình quyết định làm 3 cái clip đi và tạm thời nghỉ livestream trong một tuần nữa đi. Cái lúc mà mình đang livestream mà đang có nhiều người xem thì mình lại nghỉ. Mình định mệnh buồn vãi. Cái hôm livestream cuối cùng đó mình lên được 2.000 người xem luôn. Xong rồi mình bây giờ lại nghỉ, đến khi mai sau mình live lại là chắc có mấy trăm người xem quá. Ngô khí, anh khí. Ô, anh khí, bé khí. Bé khí hổ báo có trùng quá. Trời ơi, làm gì vậy? Họ đòi cân tui hay gì? Ớn ăn quá ta. Quá ớn ăn luôn á. Trời ơi. 11 kêu rồi các bạn ơi. Hỗ trợ 6 mạng luôn. Thôi win anh em ơi. Để lâu thì khả năng nó hóa bùn cũng rất nhanh đấy. Không lên nhây. 11 kêu là đủ rồi. Đấy các bạn thấy không? Màu đen ghê không? Trời, trong tay của mình nó còn càng bá hơn nữa. Các bạn cứ lên trang bị giống mình và lên bảng ngọc hút máu 16% giống như mình, và các bạn chơi giống như mình là ok. Lên rank nó nhanh lắm các bạn ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào clip sau. Bạn nào muốn mua nick thì vào sub nick của mình dưới phần mô tả video ấy. Bye bye anh em nhiều.